là một con anh em. Gãy cánh anh Lộc ơi. Cái viên đậu bắn hụt à, anh em. Ơi. Để mình hạ luôn anh em ơi. Trời ơi bắn vô nó chạy kìa. Chạy đâu ở đây anh Lộc. Mệt thế. Chạy đi đừng có đế xuống ơi. Cái đường này cao quá à, em phóng cái là lọt dưới luôn á. Viên đầu bắn hụt anh em, làm như bắn cái gì đạn vô đất á. Cái nó không có nghe tiếng, cái nó không bài, nó mời mòi. Viên sau là lụm liền. Bữa nay đi chung với anh Lộc nha anh em. Hai anh em mới vừa đi luôn. 10 giờ mấy anh em ơi. À, bữa nay đổi cái khẩu thùng ghi sai nha, 13-19-130 bắn 17mm. Anh em có cần mua thùng bi ná thì anh em inbox qua Zalo với mình nha. Đây số điện thoại nha anh em. Bự chứ. Đi đi anh, lúa người ta mới ấy mà mọc lên được hết trơn à. Bình thường. Đâu. Có lý ha Lộc. Rồi, ok tiếp tục nha anh em. Rất cọ nè. Đợi nó bay nữa bỏ câu. Cái cây đó anh. À rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Đi 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 đi. Đâu rồi. Ủa nó hay chờ đó. Lụm cái này đi anh ơi. Hết sọt rồi. Có lộm. Còn bay được lấy gì trời. Đi vô, bơi vô. Em sợ nó bay á chứ. Bay không nổi nó bay. Cho nó sống rồi. Không bay đâu. Mày dính đạn nặng cho nó mày bắn đung đung cho nó vô đó dễ bắt. Đó, vô đó. Rồi vậy đi. Con cá nó ghĩa nó gì á. Cho nó lội vô đây. Ờ thôi anh được. Vô. Bắn ngoài á, bắn. Rồi kêu được rồi đó anh. Lẫm chiến hệ phẩm. Lội vô, bắn ngay cái mỏ nó mới lội vô rồi. Dạ. Được không anh? Được sao mà nó đi ra ngoài luôn đi. Đúng rồi. Kệ à, có lấy. Kì kì anh Lộc. Đó, chụp nó anh Lộc ơi. Đó, vô đó không? Đâu đậu lên đây chứ xài trời. Hên phóng xuống kịp chứ không mà đâu có bắn được con này đâu. Một chú cò nữa nghe anh em. Bay kinh luôn á anh Lộc ơi. À có lý anh Lộc. Rồi ok. Có lý không? Có lý. Dạ. Sờ mập với ta. Đây. Cụ cầm này hơi bị bự á. Ê chúng nó kìa anh, nó bay qua kia kìa. Mình thấy đó. Thấy không? Thấy chưa? Đâu rồi? Trời ơi trời. Một cái bỉnh luôn. Ôm bi cụ cầm á các bạn á. Cụ mình đi còn không?
Nước mọi anh. Nước mọi. Cột cho. Nè cầm đây, cầm cái giỏ đây em cột cho. Kệ nó có đi ngon lắm trời. Giờ nuốt chậm thôi mà. Nhát quá. Nhát. Chạy vô nghe luôn ha, chạy ngang ra đường. Viên đậu bắn trên nó không bay ta. Cô cộm này dạng ha. Ừ. Mà nó nước sống. Cỏ ở đây quá nhát luôn anh em ơi. Khó trời, quá trời khó ăn đó rồi. Đâu rồi ta? Đâu anh? Kia. Ừ. À, còn bay được anh ơi. Bòi bòi. Còn bay được. Trời ơi, bòi hụt lắc luôn. Bởi vì mình bắn cái này là chắc ăn nhất. Để con công nó bay lên nữa thì nó ổn. Tại nó mình bắn vô vô mình đó mà. Quá bự. Kéo má thằng. À, nắm tay. Trời ơi, to quá. Bự kìa. Quá ôi chà bà. Rồi. Còn nó té chắc của nó đó. Bài lòng rồi. Rớt. Kè. Ở đây bỏ kè anh. Ủa ơi bơi đó. Ơi. Chùm bơi kè. À. Lúa này đi được anh ơi. Đi xuống bắn luôn ơi. Đi hỏi ra giữa rộng vậy. Nhanh đi anh. Trời ơi bọn học không mà tài. Cắn xe sát vô anh ơi. Đi hả mày? Đi hả? Đó, dãy 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 đó. Chết rồi, chết rồi. Bây giờ có ông nha anh. Á, à, đậu nó quay đích lợi không có tự tin gì chứ. Bắn không được, không tự tin luôn. Đó. Rồi anh em ơi, thì thành quả của hai anh em mình đi săn là được có hai con cò với hai con cu cơm với vài con chim cu mini thôi nha anh em. Ngày nay đi qua bên đây quá nắng rồi anh em ơi. Cái điểm của mình mà thường hay đi qua đây săn nè. Cái này bên đây cò làm như nó ít lề anh em. Cái này đi kiếm nó cũng khó khăn lắm. Đó, thì ngày nay mình đi chung đồng hành với Lộc nha anh em. Lộc làm tài xế. Đó, được hai cò. Cũng có một cái clip cho anh em xem giải trí nha. Để anh em có cần mua thùng bi ná gì thì anh em cứ inbox qua Zalo giúp mình nha anh em. Cái số điện thoại mình để bên góc bên trái màn hình á. Đó. Đó thì cái khẩu thùng của mình hôm nay đi săn là 13 19 130 nha anh em. Thùng bi size bắn bi 7.
giờ hai anh em mình nhổ lông xong rồi đi về bên nhà bển luôn nha anh em. Nhổ lông ở đây cho sạch sẽ anh em ơi, ngoài trời nè. Phải hôm nay mà sớm sớm chút xíu thì mình với Lộc làm ẩm thực à. Đi ra ngoài đồng làm ẩm thực quay cho anh em xem giải trí vui. Mà ngặt bây giờ nó trễ quá. Ngày nay đi thất thu quá anh em ơi. Rồi ok, thì anh em có cần mua thùng bi ná gì thì anh em cứ inbox qua Zalo giúp mình nha. Rồi thì bây giờ mình với anh Lộc cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em. Rồi.